Hồi xưa ba cũng y chang vậy luôn á. Đúng rồi, hồi xưa tao thì tánh của ba thì nóng tánh, cho nên tụi con không có dễ gần người ba được. Bây giờ ba cũng y chang vậy luôn á, không ai gần ba được hết á. Thằng Ý, thằng Khang rồi ngay con nữa nè, muốn ba về ở chung với tụi con mà ba cũng không có chịu. Cái suy nghĩ ba nó làm sao á, mà ba cũng không thèm nói với tụi con luôn. Ba có lý do riêng của ba, tụi con không có hiểu đâu. Nói cái gì ba cũng nói ba không có lý do riêng, mà nói cái gì là ba cũng nói là tụi con không có hiểu ba. Mà thực sự con cũng không hiểu là ba đang suy nghĩ cái gì nữa. Con Ý, thằng Khang muốn ba về ở chung với tụi con mà ba cũng không chịu. Con không biết ba nghĩ làm sao nữa. Con đi làm mệt mỏi nhưng mà ít ra con còn lo được cho gia đình của con còn về thăm con dần về thăm vợ con. Còn ba sao, ba không có chuyện đó, rồi lâu lâu bà lại nạt nộ mọi người nữa chứ. Bộ trong mắt của tụi con đó, ba tệ lắm rồi. Con không có ý đó, mà con có cái những cái suy nghĩ riêng của con. Suy nghĩ gì? Tao bao giờ đâu. Nói chuyện cho ba hiểu coi. Thôi tôi bây giờ con nghĩ, con sắp chạy rồi. Nè Lộc ơi Lộc, nghỉ ngơi cho nó đủ sức nha con. Giữ gìn sức khỏe, con là tài xế đó, con cần sự tỉnh táo. Ba mua ra ăn đi, đừng lôi trôi nó ba mệt á. Anh thiệt tình á, bao lâu anh mới về? Con nó quấn anh có một chút cũng không được nữa. Anh đang mệt trong người, không nhắc nó lôi trôi nó mệt nữa. Mà anh ăn gì chưa? Em vô dọn cơm cho anh nha. Thôi đi, anh ăn rồi, giờ vô trong ngủ miếng rồi chiều cái bánh phà nữa. À khoan, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì nữa? Thì em tính bàn với anh cái chuyện mình mở quán ăn nhỏ trước nhà. Tại em thấy anh đi làm nghề phà này mười mấy năm rồi, vợ chồng mình cũng có dư chút đỉnh. Tự nhiên hôm nay làm gì nói chuyện này vậy? Thì tại anh cứ đi hoài à. Em thì đang mang bầu. Hàng xóm nhìn vô nói ra nói vào, coi sao được anh. Thì ai nói gì thì kệ người ta đi em. Anh đi làm chứ phải đi chơi đâu. Nhưng mà thằng Lộc nó nhớ anh. Bụng em thì càng ngày càng to nữa. Với lại em cũng muốn có người hữu hỷ chứ. Lẹ em ơi lẹ em, em mang bầu đứa thứ hai chứ đâu phải là con so đâu mà sợ. Thì có gì kêu mấy chị qua phụ. Còn cái chuyện mà em kêu anh mà bỏ nghề lấy phà mà đi buôn bán là anh không có đồng ý. Đổi nghề vậy rồi lỗ ai chịu. Con thấy mẹ nói đúng mà ba. Im đi, đích biết gì đâu mà nói. Mày mỗi vậy. Cà phê. Ủa nó đâu rồi? Ở đem vô uống luôn đi. Cà phê tao mang ra bán gì, mang ra đổ đá rồi. Tao nói chuyện từ nước chảy giờ, bây giờ mới đem cà phê ra hỏi nó đâu. Trời ơi, nãy mới bị 3.000 con kia, bây giờ uống giùm cái đi. Nói giỡn rồi, uống đi. Uống đi. Uống đi đây. Không uống không trả nghe. Không, tôi bao không. Thôi. À bao hả? Bao không? Nè, coi không ai ly cà phê vậy nè. Bới mà về nè, ly thấp ly cao nè. Chắc uống sẵn trong đó rồi nè. Không, người ta thử người ta nhấp. Đi quá nói gì ta hiểu lầm rồi. Tại cà phê kỳ cục. Ly bỏ đá nhiều. Rồi đây rồi, ly nhiều được chưa? Đó, không được đâu. Ai chơi vậy? Rót cho nó bằng lại đi. Rồi, cái chuyện rót quan trọng, có người đó. Trả tiền là được rồi. Ơi nói, tôi trả nha. Rồi, đó, trả đi. Vậy được rồi. Là mừng. Cha con đoàn viên. Đúng rồi. Đúng không? Lâu lắm rồi nha, lâu lắm luôn rồi đó. Tôi mới thấy con ông mà ngồi chung bàn với ông. Chỉ có ông là vô duyên nhất. Ông là ông Đông Ban. Đông Ban cái gì? Đoàn viên hồi nào? Chứ gì nữa, đúng ra là đem ly cà phê ra kịp là hai cha con uống rồi. Chứ đâu có thằng con đi về. Trời ơi, tôi mà mang ly cà phê ra kịp chắc giờ ly cà phê nó tan nát luôn, đập bể luôn á.
Cái bể gì? Phải lộn xùm mua ở đây, tôi sợ quá tôi mới núp trong đó, tôi đợi dịu dịu xuống tôi mang ra, chưa kịp dịu nó bỏ nó về rồi. Nè không có cái chuyện cãi lộn nha, hai cha con tôi nói chuyện đàng hoàng nha. Dạ cha, cha cãi lộn quán tôi không ai dám vô luôn, sáng giờ bán không được đi nào á. Vừa vô đó cãi lộn cho đã cho quán tôi ế luôn. Nè quán sáng giờ tôi thấy hả, hồi lúc tôi ngồi tới đây tới bây giờ này là không có ai vô uống luôn á, đừng có đổ thừa. Tại cãi quá chi khách không vô. Vậy có cãi gì đâu. Trời ơi cái nãy chuyện giờ tôi lu bu xong rồi tôi đi tôi chạy dọn ra tôi mua đồ một cái rồi tôi không biết cái gì hết. Mà ông phải công nhận cái chuyện cha con ta nói chuyện ta tâm sự mà lén nghe nói này nó nọ, cái thứ này là cái thứ chuyện người ta mà sọt 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 này là thứ vô duyên, hiểu chưa? Ở sao sáng giờ tôi cảm giác tôi hình như tôi đi ra không coi hướng hay sao, sáng giờ ai cũng gặp tôi cũng chửi tôi vô duyên gì trời. Nhìn tôi vậy, nhìn tôi vậy thì ông á, ông cũng chửi tôi vô duyên á. Ông vô duyên thiệt chứ nói vậy. Ủa tôi vô duyên chỗ nào trời? Chuyện gia đình người ta này kia thì nhiều lúc mà hụt hạt hay này kia gì đó hay là làm sao. Nhưng mà làm sao vậy, làm sao mà đến. Trời ơi, thôi đè, cái chuyện nó đơn giản lắm. Giản sao đơn giản? Cãi lộn, hai cha con cãi lộn nhau. Mà sao cãi? Thì thằng Lộc á, kêu nó làm ít lại, nó không chịu. Nó đòi nó phải làm nhiều, nó cãi lộn. Vậy thôi. Ơi, chắc là nó nóng tính quá này kia đó gì đúng thằng không? Thằng nhỏ rất là ôn hòa, rất là dễ thương. Rồi sao vậy? Nói chung là nguồn dây mỡ là đây nè đó. Đường dây mỡ là gì? Đầu dây mối nhợ. Đầu dây mối nhợ là đây nè. Đường dây mỡ là gì? Trời ơi là trời. Thằng nhỏ nó nói chuyện lễ phép đàng hoàng, cứ ngồi la, nó lấy cái quyền làm cha cái la nó hoài như vậy đâu có được đâu à. Tôi hiểu rồi, có nghĩa là thằng nhỏ tính tình rất đàng hoàng đúng không? Được không, nó cũng... Nó chịu không nổi mà nó phải cãi lộn đúng không? Đó thì... Là do người đối diện thôi, cái vấn đề quá nhỏ chứ có gì đâu đúng tôi không? Tôi nói nha. Chỉ có mà là cha không ra gì thì con nó mới vậy chứ để không cái, có cái thứ này nào. Vô duyên nữa nè. Nè, là... đây vô duyên giờ lây qua tới đây nữa nè đó. Không, nó nói đúng, tôi nói thiệt tôi ước nha. Gì? Tôi thử mà tôi làm con không bữa. Dạ, dạ thưa hai cha. Con không dám có con như hai cha đâu nha. Cha, cha nhận làm không, cha không dẫn tôi làm con đi. Không dám luôn. Tôi cãi lộn với cha từ đêm tới sáng luôn. Không dám luôn. Cái tính cha kỳ lắm, không có chiều được. Ba nắng hay mưa, khó chiều lắm. Tôi nói thì tôi có những việc riêng tôi. Đèn nhà ai nấy sáng mà không có hiểu đâu. Không hiểu cái gì? Bây giờ tụi nó lớn hết rồi, tụi nó có nhận thức hết rồi. Mình nói chuyện nó mình cứ nhẹ nhàng thôi. Có đâu ra lấy cái quyền làm cha áp đặt tụi nó vậy là không có được. Hiểu không? Không mà tôi nói thiệt nha. Ha. Giờ ngẫm nghĩ lại thấy hơi kỳ điều này nha. Kỳ gì? Ông thì ông ở Sài Gòn. Còn thằng Long á thì nó ở đây. Ha. Rồi thằng ba, thằng hai á thì đứa thằng gióng. À, ê, định vị lại mà bản đồ á nha, là gia đình tôi có đứa gái, con gái nữa chứ không phải là thằng ba, thằng hai. Thì biết, mà. Nhưng mà định vị bản đồ của gia đình ông á mà những đứa con ông ở á là nó y như một cái hình tam giác vậy đó ông nội. Ờ sao gia đình ông sống xa nhau dữ vậy? Ờ người ta là phải sống tụ họp lại với nhau, lo lắng cho nhau chứ sống kiểu gì kỳ vậy. Trời đất ơi, cha là phải lo cho con là phải có hiếu, con là phải phụng dưỡng cha mẹ khi là cha mẹ lớn tuổi. Chó đẻ cái gì chữ vậy? Không, chó đẻ nhà tôi á, nó đẻ ra 4 con mà tôi đem những đứa con á tôi cho người ta bằng chó mẹ khóc. Tôi thấy rõ ràng con chó mẹ nó khóc luôn. Ông đó. Ông nói mày muốn ông nói cho rõ ràng cái chuyện nhà chó ông đẻ. Hiểu không? Nhưng mà tôi đang nó chó đẻ. Không có chị tôi, không có chị tôi. Nhà ông chó đâu có đẻ đúng không? Nhưng mà ông nói cái chuyện tự nhiên cái chó đẻ đâu ra ông so sánh với bà già tôi. Thôi bây giờ vậy đi nha. Có chuyện gì khó khăn cứ nói rồi anh. Bây giờ nói cho tôi nghe đi. Dạ bây giờ kêu công an xã xuống còng thôi cái đưa tôi lên xã rồi thấy chị rồi nhốt tôi còn khỏe hơn ngồi đây với hai ông mệt mỏi quá đi. Mà tại vì tôi muốn quan tâm chăm sóc. Thôi khổ quan tâm. Uống cà phê đi dễ tính tiền thôi. Tính tiền gì đây, nó trả rồi mà tính tiền hoài. Ê phải có điện thoại. Alo. Ủa Thanh hả con? Ừ ba nè. Cái gì? Giỡn hoài con thì không? Nó bị gì rồi? Bị không alo. Ủa vậy hả? Trời nó không qua được hả? Nó qua Tết mà nó cũng bị xui gì hả? Xui gì cha? Xui gì? Chứ Thành bị gì? Nó bị cái gì đâu? Nó bị gì vậy? Nó gọi nó đi cái gì nó vậy? Nó là Tết này nó không về quê ăn Tết nữa. Con ông nó không về hả? Nó về. À, thì cả năm trời được có ngày cho nó về mà cuối cùng nó không về. Bởi tôi nói cái quán này nó có cái huông gì đó. Mỗi lần mà xảy ra chuyện là ở cái quán này không à. Mai chắc dẹp cái quán này quá. Quái quầm thiệt. Thiệt luôn.
Người thì có con mà ở xa, muốn về không về được. Còn người thì có con ở gần nè, đó, gặp nhau nè, mà lại không muốn sống với nhau, rồi không muốn này kia với nhau. Bởi vậy tôi nhìn gương hai ông á, đừng có hỏi tại sao đến giờ này mà tôi không chịu lấy vợ. Nè, tới giờ này nhiêu tuổi rồi? 50 mấy rồi chứ gì nữa. 50 mấy tuổi mà tới giờ này không có lấy vợ thì cái giới tính nó dễ lệch lạc lắm nha. Thôi nha, ánh mắt của ông giống ông Bảy nhìn tôi lắm nha. Đừng có lấy được làm mục tiêu nghe chưa. Nha, tôi chỉ lo cho con tôi thôi. Tôi không tính chuyện trai gái nghe chưa. Hai ly này chưa tính tiền nha ông nội. Không có trả, trả tiền, trả tiền. Ê, không, ê, trả tiền. Trả tiền đi chứ. Ê, ngồi xuống đi. Ủa ông, mình có nhà mà sao ngồi nói chuyện nhà trên á, ông không nói mà ông lôi tôi xuống chứ sao chi vậy? Ra sau vườn nè, ngồi nó mát mẻ, ngồi trên đó nhiều khi người ta qua lại, người ta để ý mấy đứa nhỏ để ý mệt lắm. Sao nhà vậy chứ, mà thấy không, cây cối rồi nó mát. Làm gì mà sợ tụi nó để ý. Sợ. Tránh ngôn thuận thôi, cứ để ý sợ gì. Nè, hỏi nước đi. Cơm nước gì chưa? Hỏi chuyện sao giống như chồng hỏi vợ vậy? Trời ơi, nghe thấy ghê vậy? Chuyện ta hỏi thăm bình thường thôi, tự nhiên cơm nước gì chưa là sao? Ê, chồng ông vợ hỏi tôi cơm nước gì chưa á? Không, ý đó là chồng vợ là sao? Giỡn chơi thôi. Cơm nước rồi, dạ, rảnh rỗi mới qua ông. Hồi sáng này tôi đi chợ, tôi thấy có hai cái áo sơ mi đẹp lắm, mua cho ông mặc Tết nè. Không có mua chứ, tôi không kém vậy trời, lỡ tôi mặc không có vừa rồi mất công tốn tiền nữa lắm. Cái vấn đề là lấy hay không thôi. Còn cái chuyện mà vừa không vừa ông yên tâm đi nha. Cái tạng người của ông bao nhiêu năm nay rồi, nó quen thuộc ở trong mắt của tôi rồi. Tôi chỉ cần đi ra chợ nha, tôi nhắm mắt lại thôi là tôi lựa cho ông một cái là vừa ý ông luôn mà vừa sai của ông luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Làm gì nhắm cái body tôi luôn. Làm gì mắc cỡ vậy? Nè, bà làm gì không khéo rồi, thiên hạ người ta đồn, người ta nói tôi trong chuyện tình cảm tôi dễ dãi quá là không được đó nghe. Ê, mấy cái chuyện này á, là đàn bà phụ nữ với tôi mắc cỡ kìa. Còn ông đàn ông con trai có gì lỗ lã mắc cỡ sao ông xàm quá. Thôi thôi được rồi, để đây đi. Nhiêu tiền rồi tôi trả lại cho. Có đủ tiền trả không? Cái này là người ta tặng cho ông, mà ông nói chuyện khách sáo quá, tiền này tiền nọ. Nè, nếu vậy á thì móc túi ra trả tôi cho đủ nghe chưa. Ông lại mà tôi biết hả, tèo của ông á ít giống như là tóc mọc trên đầu của ông vậy đó. Còn có trả đó thì phải trả cho tôi nhiều à, ông nợ tôi nhiều lắm biết không. Thì tôi sợ mắc nợ á tôi mới nói trả chứ, tự nhiên đâu là lôi ra cái vụ mà tụng cho tôi một tràng vậy trời. Bây giờ nè, ông biết ông nợ gì tôi không? Nợ gì? Nợ ân tình, kiếp này là phải trả cho tôi đó. Trời ơi, trời ơi, bà nói như là như đúng rồi vậy trời ơi, bà nói vậy không, vong linh của bà xã tôi bà nghe đây chắc bà cũng tái mặt luôn với bà luôn á. Ông yên tâm đi, mấy cái chuyện mà vong linh của chị ông yên tâm đi nha. Tại vì mỗi lần mà tôi đến nhà ông tôi ghé lên bàn thờ, tôi đốt nhang cho chị. Rồi tối tôi về tôi nằm mơ, tôi thấy chị hiện hồn về, chị nói với tôi. Chị nói em Mai ơi, coi như là nợ của anh chị đã trả xong rồi, thôi còn lại thì em gánh nợ chị giùm nha. Đó, tôi nói thiệt đó. Thiệt tình đó. Tôi nói đang cái tức tối bực bội cái chuyện này, tự nhiên giờ lôi cái chuyện cái gì đâu không vô thiệt. Uống nước đi, uống nước đi. Ê. Vậy là ý của ông là bây giờ ông có người đàn bà nào đang mắc nợ người đàn bà nào phải không? Có, tôi đang bực bội cái bực chuyện. Bực cái gì? Chuyện gia đình tôi, chuyện thằng Lộc. Mới gặp nó nè, hai cha con tranh luận với nhau một hồi cũng không đi về đâu, nó cứ bướng nó cãi, tôi bực bội gần chết nè. Trời ơi, Tết nhất rồi mà hai cha con gây lộn nhau chi biết đâu mà chuyện gì, nói tôi nghe coi. Tôi nói thôi con ơi, bây giờ vậy nè, lo cho nó cũng bớt đi,
công việc làm ăn á con bớt lại, con dành cái thời gian đó về gia đình với vợ con đi, thấy không? Con đừng có cái kiểu đó nữa, rồi con nó hao rồi sức lực của con, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Ủa ông ơi, sao ông làm cha mà ông kỳ vậy? Chuyện vậy thôi á mà ông cũng gây với con. Sao ông nghĩ cái hướng tích cực luôn đi, là nó chịu khó nó đi làm vậy là nó chí thú làm ăn, nó lo cho gia đình của nó. Nói là không phải nói ngay bây giờ hả, tặng người cỡ với thằng con không nha, tuổi nó ha. Ông nhắm mắt ra coi ra xã hội bây giờ là 10 thằng là hư hết 7 thằng rồi, toàn là ăn bám vô dụng mà. Trời ơi, thằng Lộc vậy là được lắm rồi. Tôi biết rồi nhưng mà tôi sợ. Sợ mà. Cái gì? Tôi sợ nó đi vô cái vết xe đổ của tôi ngày xưa. Bà biết hồi xưa vì đi kiếm tiền gì này nọ mà tôi quên hết chuyện mẹ con của nó, cho nên nó mới về. Bây giờ tôi hối hận gì, tôi thất bại cho nên tôi sợ nó vậy thôi. Lo cho nó mà. Thôi ông ơi, ông đừng có lo cái kiểu đó. Tôi nói thiệt với ông nha, ông á ở trên Sài Gòn không à nha, tụi con ông nó ở gần tôi hơn là ở gần ông đó, tôi hiểu hết đó. Nó không phải là một thằng vô trách nhiệm đâu, nó rất biết lo cho gia đình đó, chẳng qua là chí thú làm ăn thôi. Mà tôi nói thiệt ông nha, tôi nói cái này ông đừng có giận tôi ha, đừng tự ái. Nói đi. Ông có bây giờ mà ông nghĩ thằng Lộc á là hiện thân của ông hồi trẻ không? Y chang ông, từ tính tình nè, cách suy nghĩ nè, rồi tới lời nói nè, hành động nè, tất cả các cái hả nó hả giống y chang ông vậy đó. Có bây giờ ông thấy ra điều đó không? Vậy để em cái quýt đi. Dạ quýt hả anh? Dạ. Ủa mà nay chị bán tới mùng mấy mới nghỉ vậy? Em bán chiều nay em nghỉ rồi. Biết sao không? Tết bận dữ lắm anh ơi, tranh thủ về còn làm dỗ má ha, rồi bên nhà chồng đủ thứ chuyện hết trơn ấy. Wow, mà em thấy chị cũng giỏi thiệt á nha, hầu bi cỡ này mà cái gì cũng đụng tay vô hết trơn á. Nhiều khi cũng mệt lắm anh ơi, mà tại ráng á chứ kệ nó, làm tới đâu được hay tới đó. Bà ráng mà tôi lo giùm bà luôn á. Trời ạ. Ủa mà bác sĩ nói khi nào đẻ không chị? Đâu tầm trong tháng giêng này à. Cái gì, tháng giêng hả? Dạ. Là còn có 1 tháng chứ nhiêu. Còn không chịu ở nhà tịnh dưỡng đi mà còn bán buôn gì nữa. Thiếm trái này nữa một nha. Ký thôi bà ơi. Thôi trái này đi ủng hộ em đi. Ờ tính tiền rồi. Em đi. À cỡ này thôi Tết lấy rẻ 135.000 thôi. Dạ. Đi, qua Tết là vô là ủng hộ em nghe. Dạ. Rồi em gửi tiền. Dạ. Em cảm ơn nha. Chị. Dạ. Anh hai. Lựa mới trái cây đi, rồi chừng nào đóng sạp đem về cho chị hai nha, để chị hai chưng Tết. Xài ha, lấy xài ha. Tao đi đây. Ê, mà khoan. Vậy. Bộ mới cãi lộn ai sao mặt hầm hầm hoài vậy? Mày xe này vậy mà học chắc thầy bói hay gì vậy trời. Thiệt hả? Ừ. Cãi lộn với ai nữa gì trời ơi. Bà. Cái gì? Cãi lộn với ba. Rồi cãi vụ gì nữa? Kêu ở nhà đừng có chạy Tết nữa. Kêu ra quán ông Đạt ngồi nói chuyện rồi chửi nguyên một mách luôn. Trời. Rồi chửi là chửi cái vụ là không được nghỉ hay là anh không chịu nghỉ? Thì người ta cần mình chạy Tết mà, hiểu không? Kiếm tiền mà tranh thủ chứ. Cô đang sao thì chỉ kêu đem về chị hai quá đi. Tự đem về đi. Nên Tết này không ăn Tết với gia đình luôn hả? Không ăn Tết với em rồi với ba với An Khang luôn hả? Ê, lèm bèm quá bắt đầu giống ba rồi đó. Nói tới là nói lèm bèm nó không đúng hay gì. Riết em thấy anh hai y như bản sao của ba vậy á, mà nói không phải bản sao nha, nói thì hơi quá. Anh hai như kết quả của sự thờ ơ của ba vậy đó. Ủa anh hai, em hỏi thiệt á, em tưởng anh hai phải là người hiểu rõ cảm giác của anh em mình lúc đó chứ. Giờ anh hai y như ba hồi xưa. Ủa anh hai không thương gia đình anh hai hả? Anh hai không thương chị hai với Lượng hả? Chuyện tao làm đúng sai tao biết. Đừng nói nữa ha. Tao không giống ba đâu. Yên tâm nha. Nói tới là kêu mình nói hoài mà không nói mà không ai nghe hết trơn á. Em nói ha, anh hai không thay đổi thì sau này thằng Lượng nó đối xử anh hai y như anh hai đối xử với ba bây giờ vậy đó. Thương con á, thường đừng để dòng lặp này nó tiếp diễn nữa anh hai. Cho nó dừng lại cái thời tụi mình đi anh hai. Em lại anh hai luôn á. Anh hai. Ủa? Anh hai tới lâu chưa? Tới lấy trái cây hả? Ê, em nè.
mấy cái chuyện nặng nhọc nè, để anh làm. Bầu bì mà giới cái gì. Ây da, coi bộ con chồng cũng lo vô quá ha. Ngon lành thiệt ha. Hai chồng quá, vợ mình không thương chứ thương vợ ai, đúng không? Mà nói thiệt nha, nếu như anh hai ở nhà với chị hai thường xuyên á, chị hai còn khỏe hơn vợ em nữa. Nha, có điều anh hai không hay ở nhà thôi. Mệt quá nha, càm ràm hoài, chuyện tao làm tao biết nha. Sao cái xe này rớt cứ vậy hoài vậy? Mệt thiệt chứ. Tại tối không chịu nghỉ làm á. Sao vậy hai? Bớt đi nha, miệng thơm lắm á. Em, bộ hồi nãy anh có gì lỡ lời hay là anh nói gì sai sao anh hai cọc quá vậy? Tính nó cũng vậy đó, riết y như ba vậy đó. Để làm cho, nghỉ ngơi đi nha. Nha. Tí em kể cho nghe. Nhắc tới là một mình à. Thôi. Ê, ông này thiệt á. Thôi đừng có bực nữa nha. Để anh làm cho. Thương. Mùa giảm hết đó. Em thích lắm, đẹp quá trời luôn nè. Nắng nghe nè. Mai mốt quá anh đừng có mua nữa nha. Dạ. Cứ mua vậy hoài á, em thích lắm. Nói giỡn thôi chứ mai mốt đừng có mua nữa. Mua vậy nó tốn kém quá à. Làm gì đâu, bây giờ anh làm bao nhiêu á là anh dành dụm á, mua sắm cho em hết á. Mai mốt mà mình về ở với nhau á, anh sẽ mua nhiều hơn cho em, hiểu không? Anh nói vậy ta. Để em ra đây được rồi, đừng có đi vô trong đó. Vô trong đó mất công người ta thấy rồi người ta đồn ba em biết đó. Anh là anh nôn ra mắt gia đình nhà em lắm rồi đó. Anh nôn chứ em cũng nôn vậy. Mà tại vì chưa có thời cơ thích hợp thôi. Chờ đi, chừng nào mà được rồi á, em dắt anh ra mắt gia đình em. Nhớ đó nha. Nhớ anh mà. Cũng mong là trong năm nay á, lỡ đâu thời tới thì sao? Rồi, đừng có nôn nóng, người ta sẽ kiếm cách mà. Vậy thôi, đi về đi nha. Về tới Mỹ Tho, báo cho em biết. Biết rồi, nhưng mà lỡ có nhớ anh quá thì bé gọi anh, xong anh xuống đây anh chở bé đi chơi. Xuống không? Xuống chứ. Xa lắm á. Xa thì xa, có sao đâu. Hứa ở nhà. Hứa. Vậy thôi em đi vô nhà nha. Ừ. Về tới nhớ không em hết. Mẹ. Gì? Nói nghe nè. Đây. Con má. Đang gần nhà đó. Có sao đâu. Người ta thấy sao. Rồi đó đó đó. Vô đi. Nó mà gan vậy trời. Về á. Bị qua mắt không vậy trời. Em cũng vừa mới nhìn thấy cái đang nhìn thấy luôn á. Bởi vì em mới kêu anh chạy xe theo để anh xác minh coi đúng hay không đó. Nhưng mà tội ông Tài hiểu không? Ông mà biết cái chuyện này chết luôn. Chết là chết làm sao? Ui, anh nói mà thấy cổ hủ quá vậy. Bây giờ cái chuyện mà nam nam, nữ nữ yêu nhau nhan nhản ngoài đường có gì đâu nè. Này, đó là chuyện của giới trẻ hiểu không? Nhưng mà ông Tài sợ. Anh nói nha, lớn chuyện á. Anh á, anh không có nói làm cái gì lớn chuyện hết trơn á, nghe không? Ừ. Cho nên á, anh đừng có nói. Nói là tội nghiệp mình than dữ lắm. Mà em nghĩ là anh cũng chưa có biết đâu. Đừng có nói, nghe không? Ông Tài chưa biết hả? Ừ. Thôi, anh á thì anh sao vậy? Anh sao vậy? Anh bị cái gì vậy? Anh hả? Anh... cái đồ quỷ! Anh nha! Bắn anh nè! Trời ơi! Đau quá! Quỷ! Mẹ anh! Lên!
Đó, An Khang đã về tới nhà rồi đây. Đây đó, cái nhà cổng trắng trắng này nè, đó là nhà của An Khang nha. Bây giờ An Khang sẽ bắt đầu tiến vô nhà, rồi giới thiệu cho mọi người biết nhà của An Khang trông như thế nào nè. Mọi người ơi, An Khang về làm bất ngờ cho ba. Mà Khang về không ngoài nhà, chắc Khang cười cho tới qua Tết luôn á. Tại vì về mà không có báo trước là mấy clip bất ngờ rồi đó. Đó, đây đây đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là nhà của An Khang, một căn nhà màu trắng rất xinh xắn, trồng hoa, có bàn ghế. Rồi đây, còn phía bên này là vườn bưởi của nhà An Khang, xum xê đùm đề đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Bây giờ mình sẽ ra sau vườn, cái giờ này là chắc chắn ba An Khang đang ngồi sau vườn uống trà, quay một cái clip con trở về quê vô cùng xúc động. Theo chân An Khang nha. Đi 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 đi. Hô. Mình nói rồi, chiều là ba mình chỉ có ngồi đây uống trà thôi chứ không đi đâu được hết trơn á. Đây đây đây, mình cho mọi người coi. Cái này là đằng sau sân nhà mình nha, đó. Sau vườn. Rồi. Mày đó, nói không được á, đằng sau vườn nhà mình. Đằng sau vườn nhà mình, ba mình mới sửa mình nha. Đằng sau vườn nhà mình đó, có đủ các loại cây hết nè. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Còn đây là ba mình. Ba, con về quê ăn Tết với ba nè. Ba có xúc động không? Ba có thấy hạnh phúc không? Khóc đi ba. Cười lên. Hạnh phúc lên con quý điếp chứ. Hạnh phúc lên. Ba không thương con à? Con nói ba cười lên để con quay clip con đăng lên mạng mà. Dạ dạ thưa anh, anh cái chuyện này tôi thấy bình thường lắm. Anh năm nào anh cũng về hết á. Làm gì làm như anh đi bịa kiếp khoảng 5-7 năm hay 5-10 năm anh mới về á. Tôi mới mừng, tôi vui. Còn năm nào anh cũng về tôi biết rồi mà vui mừng cái gì không ơi. Ủa? Nhưng mà con giả bộ con nói với chị ba là có thể con không về để con về làm ba bất ngờ mà. Không có gì đâu bất ngờ. Không có gì bất ngờ hết. Bình thường. Ví dụ ba không bất ngờ, ba cũng giả bộ, ba cười, ba vui, ba hạnh phúc lên, ba chung sướng. Đời của tôi không bao giờ biết giả bộ, nghe không? Thiệt chứ không có giả bộ. Cái cảm xúc tôi là thiệt chứ không có giả bộ gì hết. Nhưng mà không sao, con có cách rồi. Cái clip này của ba con sẽ sửa cho cái mặt ba nó vui thiệt vui, mà nó cười tươi thiệt là hạnh phúc lên. Xong rồi con ghép nhạc buồn vô. Trời, làm gì ngược rồi. Mặt vui mà để nhạc buồn là sao? Nhưng mà người ta coi được cái clip đó, người ta sẽ thấy là rất là xúc động. Giờ người ta làm clip vậy không mà. Con làm clip ba cười tươi tươi, ba cười nghe răng vậy nè. Đó, thằng con ghép mặt buồn vô. Mày ghép cái kiểu đó là không có đàng hoàng đó nghe, không có trung thực đó nghe. Đó, rồi người ta chửi tao á, là tao chửi lại mày đó. Thì người ta coi clip thôi mà, người ta đâu biết tao xóa, tao xóa, tao xóa. Ba, đừng có xóa bà con, đừng có xóa bà con. Không nói chuyện với ba nữa, con vô con cất rồi. Mấy mốt con quay clip khác á, ba phải hợp tác với con á. Mày vô đâu đó vậy? Chạy ra xong á, vô nhà ở đây nè. Riết nó đi hoài luôn rồi, nó không biết đường đâu, nhà cửa nó ở đâu luôn. Lâu quá anh Năm mới về lần quên. Thứ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái mặt á, quạo mà nó làm cho vui lên thì nó đẩy, nó kéo gì thôi cũng được đi. Mà tại sao lý do sao để nhạc buồn? Lên tao hỏi cho ra lẽ mày hả? Chị ba ơi, chị ba nói chè ngon quá à. Em ở Mỹ Tham kiếm chè này hoài mà không có luôn á. Vậy đó, vậy mà kêu nó ở về đây ở luôn đi, nó không chịu. Tối ngày ru rú ở trên Mỹ Tho làm gì không biết nữa. Thì công việc của em đang ổn định ở trên Mỹ Tho. Em trên đó em kiếm tiền chứ. Em về đây em làm nghề gì? Ha, là chú Út về đây nè. Chú Út làm nghề lái xe giống như ba con á. Vui lắm. Hay ha. Nay tư vấn nghề nghiệp cho người ta luôn ha. Hay quá ông con. Làm tài xế xong rồi đi suốt ngày với ba con luôn hả? Hay quá ha. Chị có mùi lớn mà chen chen vô. Lo ăn bánh đi. À ba, sẵn năm nay là con xin lời Tết này con không về nha. Con ăn Tết bên nhà chồng con luôn. Được thôi có gì đâu.
Nhưng mà làm gì làm nhớ mùng năm về đám giỗ mẹ con nghe. Ý, con định là con xin không về giỗ mẹ luôn á. Tại bầu bì con lớn rồi, con sợ đi tới đi lui con chịu không nổi. Trời, nhà này lạ thiệt, tôi thấy lạ. Nhà có con ông cứ đi hoài không muốn về nhà. Rồi thằng giờ về nhà mấy ngày nữa cũng muốn đi à, giờ còn có đứa gái à, hôm nay cũng không muốn về nhà đám giỗ luôn. Đúng rồi đó chị ba, em về đây em chơi Tết mà nguyên mùa Tết không có chị ba để em chơi với ai. Sao tự nhiên đổ lỗi hết lên đầu con? Thì Tết năm nào con cũng ở lại đây ăn Tết rồi, năm nào con cũng làm hết trơn rồi chứ phải con không làm đâu ba. Chứ năm nay con mệt quá thì con xin qua nhà chồng con Tết năm nay thôi. Sao mà làm như là con tối ngày nghỉ cho bản thân con vậy trời. Ba ơi, hay là ba để dỗ má con làm cho. Tại vì mọi năm con làm riết cũng rành rọt lắm, không có nhất thiết phải có cô ba ở đây đâu, con lo được mà. Không ba. Chị Chi nói đúng đó ba, để năm nay con phụ chị Chi cho. Chị ba, chị ba cứ ở nhà chồng. Nhà hai thằng đực rửa, có con đứa con gái, đám dỗ nhờ sự nấu nướng của nó mà cũng không được luôn. Ba thông cảm cho vợ con nha ba. Nhiều khi vợ con á bầu bì rồi thay đổi tính nết thôi. Để hai vợ chồng tính lại nha ba. Em có bầu chứ không phải bị điên đâu mà tối ngày muốn sinh sự với ba. Ui, năm nào cũng làm hết trơn, có phải là mình không làm đâu. Có một mình làm mà, còn cái mấy cái người mà không làm á, sao ba không nói đi. Em hay cho con gái rồi tối ngày ba chửi con. Thôi, con khác, nó khác. Con nào cũng là con mà ba. Con hay anh hai thì ai cũng lớn lên từ những vết thương của ba hết trơn á ba ơi. Nhà chẳng qua con là con gái nên là ba nghĩ con chịu ít tổn thương hơn. Thì nói được rồi, tại tôi nè, tại ba mấy người nè, đầu tắt mặt tối đi làm nè, bỏ nhà bỏ cửa đi làm đi kiếm đồng tiền về đó, để mà lo cho gia đình này. Cho nên bây giờ nè, thôi tại ba hết. Ừ, chứ không phải là do là ba nghĩ con là con gái nên là con chịu ít tổn thương hơn hả? Ba muốn con Tết ở lại đây á thì ba kêu anh hai nghỉ làm ở lại ăn Tết đi rồi con ở lại với ba. Còn không á là con về nhà chồng. Con nói là con làm mà. Em bầu. Em đi vô nghỉ đi. Chị ba. Em ba ơi, ba đừng giận vợ con nha ba. Con vô trước nha ba. Em ôi mùng sáu mới đón giao thừa, câu chuyện năm xưa vẫn chưa bước qua, không khí kia cứ như năm rồi, cây lá hoa vẫn chưa đâm chồi, bao nhiêu suy tư lắng lo có gì đâu mình cho qua, hai tay ta ôm mít rô ngon nhào vô mình vui cả, la 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 la, nhà mùng sáu nó giao thừa.